Dạ, em xin mến chào cả nhà mình ha. Dạ, hôm nay thì tiếp tục ha, bên em tiếp tục chia sẻ cho cả nhà mình. Thì bên cạnh những cái phân thuốc thì đã chia sẻ cho cả nhà mình trong cái tháng này rồi, thì hôm nay thì em sẽ chia sẻ với cả nhà mình, nói chung là bao quát cái cây mai mình mới ghép nha cả nhà. Thì cái khâu mới ghép mình chăm sóc như thế nào, và tưới phân những cái gì, tưới dưỡng gì, và mình chăm sóc như thế nào thì cho nó sung khỏe, và đặc biệt thì mình tạo cái cành nhánh của nó. Thì sau khi mình ghép đó cả nhà, sau khi mình ghép thì trước khi tháo bọc á, ghép khoảng độ khoảng mười mấy ngày mà nó lên những cái cốt ghép của mình nó lú tược rồi, thì cả nhà mình bắt đầu tưới dưỡng ha, tưới cái cửa dưỡng. Tại vì khi mười mấy ngày trong khi mình ghép là mình không có tưới ha, thì mình đợi nó khô ráo là mười mấy ngày đó thì mình bắt đầu mình tưới dưỡng vô, thì cái lượng nước, lượng dinh dưỡng của nó sẽ hút lên liền nha cả nhà, hút lên làm cho những cái mầm á, những cái bo ghép của mình nó phát triển rất là nhanh. Thì anh em mình cái khâu chăm sóc cái giai đoạn đầu tiên này, sau khi mình ghép á, mình tháo bọc á, cũng rất là quan trọng ha. Tại vì khi mình lỡ mình tưới mà nó bị khô, hoặc là lỡ mình tưới cái lượng phân hóa học, hoặc là khi mình tưới cái lượng phân thùng, thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều ha. Do vậy khi mà mình ghép xong thì anh em mình nhớ, thì sau khi mình chuẩn bị tháo bọc ra đó thì mình sẽ tưới một cửa dưỡng ha. Và một hai ngày sau mà thấy cái mầm nó ra đều hết á, những cái mầm nào nó lú ra thì anh em mình sẽ gỡ dây trước ha. Gỡ dây trước, mình gỡ dây để cho cái bọc vẫn còn đó, để cho gió đó cả nhà, gió và cái nhiệt độ nó lòn vô trong cái bọc đó, để khi mình tháo bọc ra thì nó không có bị sụ nha cả nhà. Thì sau khi những cái kinh nghiệm ở lúc trước á, những cái mầm mà cây mình nó khỏe, mình tháo ra thì nó không ảnh hưởng, một số bo á nó mới cái lú ra, nhiều khi anh em mình tháo hoặc là lú dài quá tháo ra nó bị sụ đó. Do vậy mình sẽ tháo cái bọc qua dây bọc trước, và một hai ngày sau mình tháo luôn cái bọc nha cả nhà. Thì khi mình tháo ra đó, anh em mình cái bo mình nó không có bị sụ nữa, thì gió nó lòn vô trong đó đó cả nhà, gió nó lòn vô trong cái bọc ha. Một hai ngày sau là cái nhiệt độ nó quân bình rồi, anh em mình tháo ra cái cây mai của mình, cái bo mai của mình nó không có bị sụ nữa. Đó là cái vấn đề đầu tiên nha cả nhà. Vấn đề thứ hai, sau khi mình tháo bọc ra đó cả nhà, sau khi mà nó lú tược đều hết, tháo bọc ra thì anh em mình xịt nước liền, và tháo vào buổi chiều nha cả nhà, vào buổi chiều mát, và 5-6 giờ tối gì đó anh em mình tháo ra rồi mình xịt nước ha. Trong một đêm đó nó quen cái nhiệt độ mát dịu ban đêm, và ban ngày thì nhiệt độ ấm lên từ từ thì nó sẽ quen. Anh em mình nghĩ tháo giờ nào cũng được, nhưng anh em mình tháo giờ nào cũng được, tháo ra đại ban ngày cũng tháo, nhưng mà tháo ra nó bị sụ nắng liền, tại nhiệt độ nó sốc, cũng như mình vô máy lạnh mà mình ra ngoài trời đó cả nhà, mình ra phòng máy lạnh mà nhiệt độ nó sốc liền thì anh em mình thấy nó rất là nóng ha. Nhưng mà lá non, nó đặc biệt lá non thì nó dễ bị hư tổn với lá non. Vậy anh em mình cái khâu quan trọng ban đầu này thì anh em mình chăm sóc thì nó hơi kỹ hơn đó. Thì sau khi xịt nước 1-2 ngày thì có thể mình xịt sâu nhẹ được đó nha, cái lượng thuốc sâu rồi mình pha cộng một ít quan ha, ít quan thôi, ví dụ như khoảng 5cc cho 20 lít nước cũng được, để mình hỗ trợ nó nhẹ tháng đó nha. Nhiều người thì nó xịt 10 đậm, xịt đậm thì nó dinh dưỡng nó nhiều, nhưng mà nó làm cái lá mai của mình đó nha, nó mỏng đi, làm như nó hỗ trợ cái dinh dưỡng, nó làm cái đọt mai mình nó dài ra, nó không có mập, không có to ha. Vậy mình xịt nhẹ thôi, mình kích thích nó nhẹ thôi. Rồi sâu thì mình pha khoảng 70% đó cả nhà, ví dụ liều lượng nó thường là 10 thì giờ mình pha là khoảng 7 thôi, để nhẹ thôi, mình xịt nhẹ thôi cho nó sâu, nó vừa chết hoặc nó đi, nó hôi nó đi thôi, chứ mình tưới mình xịt nhiều quá thì nhiều khi cái lá mai của mình nó dễ bị cò vắng lại ha. Thì đó là cái khâu chăm sóc thuốc. Rồi sau khi mà mình đủ cử để mình tưới cái dưỡng, cái cử thứ hai, ví dụ 10 ngày sau thì mình vẫn tưới là cái dưỡng rễ nha cả nhà. Những tưới dưỡng rễ thì ở đây thì anh em mình tưới N3M
hoặc là rô rô hoặc là cơm cát. Thì cơm cát thì em cũng chưa tưới, nhưng một số anh em nhà vườn đây cũng có tưới nha cả nhà. Nhưng mà ở đây em thường là em tưới rô rô đối với những cái cây mà mình mới ghép ha, đó là đặc biệt em chăm sóc kỹ. Ví dụ như cái chậu lớn thì anh em mình mưa nhiều trong thời điểm này mà sau khi mình tháo bọc ra thì mình che lại ha cả nhà, mình che lại để cho cái chậu mình nó không bị dư nước ha. Dư nước thì cái lượng nước nó dư hoài, cái bộ rễ cám nó dễ bị yếu ha, và cái lá mai của mình nó dễ bị xuống cây, có những cây nó không chịu được là nó sẽ bị suy yếu luôn nha cả nhà, tuột lá me đó, suy yếu là tuột lá me. À, mình chăm sóc lại nó không rất là cực, rất là khó. Khả năng phần trăm để chăm sóc những cái cây suy yếu đó cả nhà thì nó chỉ có 1-2% thôi. Ví dụ như 10 cây thì có thể 1-2 cây mà trong cái lúc mà nó chưa thật sự là nó yếu, nó còn được để anh em mình ví dụ được 70%, cây đó được 70% là nó sung lại thì anh em mình mới làm nó sung lại được. Còn mà ví dụ như kích, hiện tại bây giờ có nhiều loại cái dưỡng kích ra rễ đó cả nhà, đó là kích chỉ ra rễ thôi, còn mà hỗ trợ mà để vừa ra rễ vừa đi đọt thì cái cây mai mình nó mới thật sự là nó sung khỏe. Còn mình bôi để kích rễ ra đó, nó kích ra vậy thôi nhưng mà không có lá, không có tược, làm sao mà nó phát triển được cả nhà. Vừa ra rễ nhưng mà vừa đi tược thì cây mai mình nó cân bằng được ha. Còn mình bôi chỉ kích rễ thôi, nhúng kích rễ thôi, nhưng thật ra thì nó không hút lên được cái lượng lá ha. Đó là kích tưới rễ nó ra. Đó là trường hợp nhiều khi anh em mình kích quá, tưới nhiều nhà vườn nữa cả nhà. Em cũng có một số người bạn á, nhiều nhà vườn tưới những cái loại dưỡng rễ rất là mạnh nha cả nhà, 1,5-2 triệu một thùng luôn, còn dưỡng rễ như vậy. Nhưng mà tưới loại phân thùng nó không, rồi từ từ rễ lúc đầu nó ra nhưng mà nó ra rất là yếu nha cả nhà, có nghĩa là rễ non, nó không có mập nè, rồi cái cây không có phát triển nữa. Thì từ từ mình thấy nó ra rễ nhưng mà không có cung cấp được cái lượng lá trên thân, đâm đọt nó không được mạnh nữa cả nhà, thì cây nó bị suy yếu cả nhà. Do vậy thì anh em mình cũng cái gì cũng từ từ thôi nha cả nhà, đừng có vội quá. Thì khi bên vườn mình chăm sóc một cây mai, tại mình chơi lâu dài đó cả nhà, thì anh em mình nên từ từ, ví dụ như tưới dưỡng cũng vậy mà tưới phân cũng vậy nha cả nhà. Để khi cây mai mình nó đủ sức rồi thì mình bắt đầu mình mới tăng cái lượng phân lần lần, cái lượng dưỡng tăng lên từ từ đó, thì như vậy nó mới bền được cây mai. Còn nếu mà anh em mình tưới quá nhiều ha, quá nặng thì cây mai mình chơi không được dài, mà nhiều khi kích quá bộ rễ của mình ra đặt luôn cái chậu, nhưng mà lỡ khi mà mình khô nhẹ một cái thôi là cây mai mình nó không cứu được rồi cả nhà, nó sẽ bị rực lá và nó vàng lá luôn đó. Do vậy thì anh em mình cẩn thận ha, đừng nên tưới dưỡng rễ hoặc là tưới phân nhiều quá trong khi cây mai của mình chơi cái thời gian lâu nha cả nhà nha. Rồi thứ ba nữa nha cả nhà, thì sau khi mà cái tược mai nó dài thì anh em mình sẽ chỉnh sửa. Thì ví dụ như cái tược cái đọt nó dài nè cả nhà, dài thì có thể mình sẽ lắc theo cái chiều, nhưng mà mình lắc thật cẩn thận, đừng có cho khuyết mà cho dập quá. Cả nhà thấy nè, mức độ em quấn dây ha, nó vừa thôi để tạo cho cái cành của mình nó tạo mình nó đẹp trong cái thời gian mà cái lá nó chưa già, thì anh em mình lắc ha, lắc như vậy thì nó không có bị dập bị gãy nè. Còn nếu mà cái chọt của nó mà cứng quá đó cả nhà thì anh em mình lắc nó dễ gãy ha, dễ gãy. Do vậy thì khi mình sửa đó, khi anh em mình sửa thì mình sẽ sửa trong cái thời điểm mà những cái tược non, những cái này nó chưa già. Ví dụ như ở đây nó còn cả nhà, còn ngắn thì anh em mình sẽ dìu đỡ đi, nó dài ra một đoạn nữa, làm sao mình cảm thấy mình lắc được một co rưỡi là cái cây mình nó đẹp rồi. Ví dụ cắt đôn thì anh em mình cắt khoảng một co rưỡi này thôi, rồi mình nói ra tiếp. Đó là những cái cây bonsai để mình anh em mình tạo làm sao cho dáng cho cành nó chuẩn trong thời gian mà lúc đầu này, thì anh em phải chỉnh sửa thời gian đầu ha. Thì có những anh em những nhà vườn ta cần cái phơm tàn lớn thì người ta thả như cái nha, ta thả rất là mạnh, thả ra giọt ra, thả cho nó thiệt là sung khỏe tùm lum luôn
đó, nên cây mai thì mình thấy nó rất là sung, nhưng thật ra khi mà cái cành cái nhánh nó anh em mình tới mức độ nó bự nó lớn quá thì không có sửa được, không có sửa được, vậy thì cái cành không bao giờ được đẹp đâu cả nhà. Ví dụ như cây này hôm trước em muốn sửa một nước và sau đó nó thùm lùm nữa nha, nó thùm lùm, em cắt bỏ rất là nhiều, nói chung cây này cắt bỏ khoảng 50% luôn cả nhà, để mình chừa những cái cành chính, nhánh chính mình sửa ra thôi. Đó, những nhánh chính như vậy thì nó sau này mình lại lá ra là cái cành nó sẽ đẹp rồi cả nhà. Còn để rối quá lại ra thì như một cái cây nó rối nùi, nó tròn qua nhánh nó tròn lại thì nó lại không được đẹp ha. Vậy thì anh em mình muốn đẹp thì mình sẽ chỉnh sửa, nhưng mà chỉnh cái mức độ cảm thấy cái cây mai, cái nhánh mai của mình đừng có bị dập, đừng có bị gãy, là cây nó phát triển mạnh thôi cả nhà. Đó, sửa nó nương, sửa từ từ, không có giỏi ha. Tại vì cây mai của mình cần cái nước đẹp thì mình chỉnh sửa cái nước đồng nó kéo ra, như nãy em chỉ cái nhà mình, cái nước thứ hai thì mình đầu lượng nhẹ lại thôi, và mình sửa đừng cho gãy là ok rồi cả nhà. Như cây này thì em nối nhịp từ từ nè cả nhà, nối nhịp từ từ. Cái nhánh này thì mình sẽ sửa làm sao ha, nó phát triển bình thường thôi, phát triển bình thường, đừng có để nó bị mất sức nhánh, tại vì những cái nhánh chính đó thì nó mất sức rồi thì là nó không phát triển, là những cái nhánh phụ sau là nó phát triển mạnh hơn là không có được đẹp rồi cả nhà. Nên tạo dáng những cái cây bonsai thì cần thiết mình phải tạo, thứ nhất là cái cành chính, và thứ hai nữa là cái sự phát triển của nó không có bị ngãn lại là được ok cả nhà. Ví dụ như lắc cái ngọn ở đây thì mình đỡ qua lấy cái ngọn kế này cũng được nữa cả nhà. Từ từ thì bắt nhịp từ từ ra. Thì đối với cái siêu bông mình lại Phú Tân nè, những cái dòng đó thì anh em mình sửa nó cũng rất là ok hết đó nha. Cây nó mạnh thì nó phát triển nhanh thôi. Đó. Cây này thì hôm trước em bấm mình sửa hết, bấm bỏ thì tạo ra, tạo cành ra nó đều hết rồi, chuẩn bị nó lú cơi nè, nó già chuẩn bị lú cơi ha. Rồi thì hôm nay thì em cũng chia sẻ clip cho cả nhà mình cách để mình nuôi một cái cây mai mới ghép, và mình tạo dáng tạo cành. Thì anh em nhớ là khi nó chưa cần thiết thì anh em đừng tưới phân thùng, thứ nhất là phân thùng, thứ hai nữa là phân hóa học nha cả nhà. Mình chỉ tưới dưỡng rễ thôi, quan nè, rô nè, những loại đó là sử dụng cho cái mai phôi nè, mai ghép mới ghép là rất là ok nha cả nhà. Đó, nên mình trong thời gian đầu này thì mình chưa được tưới, và những cái cây nào mình tưới được thì thứ nhất là những cái cây ví dụ như nó đi cơi hai mà nó xanh dày ha, ví dụ cơi này là cái cơi đầu tiên nó mới già mới bấm rồi thôi, nó chưa đi cơi hai mà mức độ nó xanh như vậy nó cũng chưa có đủ nữa nha, nó phải xanh dày hơn đó, như cây này đi cả nhà. Đó, cái lá nó xanh dày hơn thì như cái lá xanh dày vậy anh em mình tưới cái lượng phân thùng được rồi nè. Đó, tưới là được phân thùng thì cây mai nó không có bị tác động cái bộ rễ, tại vì lá nó dày, nó già, nó dày như vậy thì cây mai mình nó đã phát triển rồi, bộ rễ nó rất là mạnh rồi cả nhà, anh em tưới là phân thùng được ha, nhưng mà không có được tưới phân hóa học ha. Nói chung cây mai mà mình mới ghép đi cơi hai mà thật là sung, và đối với những cây phôi mà mình đóng thân chưa đi cơi nào mình đóng thân thì thường nó đi, mình tốt nhất là mình đi cơi ba đi cả nhà, thấy xanh mình hãy đi tưới cái loại phân hóa học. Còn nếu mà cái cây mai của mình đóng cây mai của mình mà đi cơi hai mà mình mới cắt lại mình ghép thì nó anh em mình ghép vô xong hai cơi ha, đi được hai cơi thì anh em mình tưới được phân hóa học rồi. Đó là tại vì khi mà nó cơi hai anh em mới ghép nó đã có rễ rồi, còn cây phôi mà mới lú được khoảng 20 ngày 1 tháng anh em mình đóng vô thì bộ rễ nó chưa có phát triển ha. Thì khi mình ghép vô cơi hai nó cũng chưa có rễ nhiều, do vậy thì mình sẽ chờ, mình chỉ tưới phân thùng thôi, còn cái phân hóa học thì mình sẽ chờ thêm một cơi nữa ha, cho nó an toàn cả nhà.
Cái này thì mình muốn bấm này nó xịt được nữa nè cả nhà. Có cây này thì nó già cây nè cả nhà. Nó già cây hình thống mà nó phát triển rất là mạnh nè. Dạ rồi, thì hôm nay thì chia sẻ thêm một cái clip cho cả nhà mình đối với những cây mà mình mới ghép ha, để cả nhà mình tham khảo ha, tham khảo cách chăm sóc làm sao những cái cây mới ghép cho nó được sung khỏe và nó phát triển mạnh nha cả nhà. Thì chúc cả nhà mình sẽ làm một cây mai thành công ha, thành công và cây mai thật là đẹp để cảm thấy khi mình nuôi một cái cây nào nó sung khỏe thì mình rất là thích ha, rất là yêu thích. Do vậy thì sự đam mê của mình mà mình làm được á, cả nhà mình sẽ rất là vui. Thì chúc cả nhà mình sẽ làm thành công và tốt đẹp ha cả nhà, và chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc ha. Rồi em xin mến chào cả nhà nha.